Cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một cây máy cưa xích hàng của Echo Kyorit nha mọi người. Đây là đời máy Kyorit Echo KS350 nha. Đó. Được sản xuất tại Nhật Bản nha mọi người, xuất xứ tại Nhật Bản nhá. Thì được sở hữu có một bộ giật trợ lực này. À em nhiều lộn nha, đời này không có trợ lực nha, sử dụng hộp giật thường. Và có băng phông xả áp nha mọi người. Đây, dây dược mình bấm vô là giúp bấm vô làm giúp giật nhẹ hơn rất là nhiều nhá. Nó xả hơi ra giật giống như trợ lực luôn nha mọi người. Cực kỳ nhẹ, rất thích hợp cho những anh em nào leo cây ha. Mình bấm vào giật rất là nhẹ luôn nhá. Đây, đời máy này. KS350, mã số seri 001621, Made in Japan nha mọi người. Đó. Đời này thì của Echo mọi người biết rồi, xài rất là ngon, 35cc nha mọi người. Đó, sử dụng ốp lam 2 chân ốc nha. Lam thì được sử dụng lam 40, xích là xích trung mini nha. Đó, xích mọi người thấy là xích trung mini, em đã rúa sẵn ngon lành hết rồi, chỉ việc xài thôi. Đó, thì núm bơm phụ nằm bên này nha mọi người. Đây là cái chốt cần e này, công tắc thì bên này. Đó. Và đây là bình chứa nguyên liệu này, đằng trước là nhớt thải đuôi lam xích nhé, còn đằng sau là xăng pha với nhớt nha mọi người. Đây, lớp trước đây. Thì trời buổi tối thì em cũng không có test tiếng nổ cho mọi người xem được ha, thì em sẽ quay chi tiết con máy cho mọi người xem như vậy. Thì quý khách hàng nào thật sự ưng ý thì liên hệ qua số điện thoại của em, hoặc mọi người bấm vào phần tiêu đề nó có một cái mũi tên bên tay phải nhé. Là nếu mọi người bấm vào nó sẽ hiện ra cái phần ghi chú, em sẽ ghi ở đó máy, công suất máy, xuất xứ tại đâu, số seri nhé. Lam sử dụng lam bao nhiêu em đều ghi đó hết à, giá cũng có luôn. Hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại có sử dụng Zalo 0988 628 901 nhé. Liên hệ trực tiếp gặp em để rõ hơn về máy ha. Đó, mọi người thấy đó ha. Máy nói chung còn rất là mới, rất là đẹp. Đó, nên là không phải suy nghĩ luôn. Máy này thì cực kỳ nhẹ, mẫu mã cũng rất là đẹp. Xài cắt chủ yếu gia đình. Đó, rất là đẹp luôn nha mọi người. Rồi, thì quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua số điện thoại của em